triển khai kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau bão số 3 và phương án sản xuất vụ đông huyện Phúc Thọ yêu cầu 21 xã thị trấn phải coi vụ đông là vụ sản xuất đặc biệt là vụ chính của năm nhằm bù đắp lại sản xuất của cả năm cho nông dân vừa cung ứng lương thực thực phẩm cho thị trường thành phố các tháng cuối năm. Do ảnh hưởng của bão số 3, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện bị thiệt hại nhiều. Hơn 1.300 hecta lúa và rau màu bị đổ, ngập, dập nát. Hơn 400 hecta cây ăn quả bị ngập, ảnh hưởng tới năng suất. Ngoài ra, gần 1.600 cây xanh đô thị, cây bóng mát, cây công trình bị gãy, đổ. 8 nhà công trình bị hư hỏng, tốc mái, 67 hộ với 165 nhân khẩu phải di chuyển chỗ ở đến nơi an toàn. Tới thời điểm hiện tại, huyện vẫn đang tiếp tục tiêu úng, dựng dựng buộc 246 hecta lúa ngập, tiêu ống, thu hoạch diện tích rau màu dập nát, vệ sinh đồng ruộng. Tại hội nghị, nhấn mạnh đặc thù của vụ đông năm nay hoàn toàn khác so với các năm trước. Lãnh đạo huyện Phúc Thọ yêu cầu toàn bộ 21 xã, thị trấn phải chỉ đạo sản xuất hết toàn bộ diện tích cây vụ đông với phương châm không ai đứng ngoài cuộc trong sản xuất vụ đông huyện sẽ có cơ chế để hỗ trợ cụ thể nhằm phục hồi những thiệt hại do bão số 3 gây ra, sớm ổn định an sinh xã hội trên địa bàn huyện.